Sé que tú quieres conmigo, amor. Bây giờ thì Bi sẽ làm tortilla ăn với lại bắp với lại cheese. Bây giờ là 3 giờ trưa rồi, sáng giờ Bi nằm ở trong phòng á, không lết ra được, không lết xuống giường luôn, nằm ỉ ỏi tại hôm nay là chủ nhật. Xong rồi Bi sẽ đi chợ mua một số đồ. Đây là tortilla. Nó bằng miếng vậy nè, giống như bánh tráng của Mỹ. Ở Việt Nam thì mình có bánh tráng, còn của Mỹ thì nó có mấy cái này nè. Còn ở đây là cheese. Hôm qua mới mua chảo. Chảo này hơi đắt một chút, 60 mấy đồng. Bi mua để xài cho cái lò điện này, nhưng mà cái này có thể xài lò bếp ga cũng được. Đó, nhưng mà cái này nó hơi đắt, nhưng mà nó bền, xài lâu dài được. Nên là hôm nay là mình sẽ xài cái này. Cái này á, cái tay cầm nó cũng bằng stainless steel luôn, nên là mình có thể mình bỏ vô cái lò nướng được luôn. Mình sẽ dùng cái này. Corn này, bao giờ khách hàng coi cái nào khách hàng trước thì mình xài trước. Cái này cũng rẻ lắm, các bạn có thể tìm ở 99 xe, nếu mà ai ở Mỹ thì tìm ở 99 xe một đồng thì cũng có, mà ở tiệm nào cũng có. Cái ingredient á thì nó có bắp, có nước với lại có muối vậy thôi, còn đừng có thêm mấy cái khác vô. Lộn cái cheese nên là nó mới chảy ra. Bây giờ thì mình phải đi chợ mua cheese sẵn đi chợ luôn. Hello, Vi đã về rồi đây và mua theo một số đồ. Mua sữa để chút làm trà sữa. Cái này là sữa đậu nành. Mua hai xà lách. Đây là cái cheese mà Vi cần để làm corn cheese. Cái làng này chỉ luộc lên ăn thôi. Mua rong biển để cuốn sushi. Hôm bữa mới mua cái đồ cuốn rồi. Cô bà. Nấm. Tofu để làm tofu soup. Đậu xanh. Bột làm tempura. Hôm bữa thì Vi làm nhưng mà nó không phải cái bột đó, nhưng mà ăn cũng ok. Hôm nay mua thử cái bột này thôi, ăn nó có khác rồi. Thế là hai củ củ hành, một cà pháo, hai củ khổ qua, với lại cái này hột é mũ trơm. Cái này nó có đường, với lại một cái này là tofu, mà cái này nó mới làm luôn còn lắm. Cam đúng 5 trái cho 5 ngày đi làm. Với lại một gà nạc. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử.
nóng hổi. Ngon ngon. Cái bắp này nó mặn sẵn rồi nên là ăn vừa ăn lắm, không cần phải bỏ gì hết. Cái này giống như bên làm ở trong mì gói rồi đó, cũng giống nhau thôi, nhưng mà tại vì mình ăn với mì gói thì mình đi ăn với lại cái bánh này. Bánh này nó cũng giòn, hồi nãy nó mềm mềm rồi. Và lửa thì không nên để lửa lớn, để lửa rêu rêu thôi. Cái bánh này nó cũng có vị sẵn rồi nên là vừa ăn, với lại nó dễ bị cháy nên là không được để lửa lớn. Hello mọi người, bây giờ thì Vy sẽ làm đậu hũ chiên. Và Vy sẽ cắt ra từng cục nhỏ 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 như thế này. Vy sẽ dùng máy air fryer để mà chiên đậu hũ. Vy rất là thích xài cái máy này bởi vì nó không cần dầu, nhưng mà khi mà chiên á thì vẫn giòn, rất là ngon. Bây giờ thì tôi sẽ lấy cả làng ra để rửa và sau đó thì luộc để mà ăn với lại đậu hũ. Sau khi chờ đậu hũ chín thì Vy sẽ làm miếng mắm. Mấy bạn thông cảm nha, nhà chỉ có hai người nên là cái gì cũng nhỏ, không có cái nồi bự. Nhưng mà tại vì luộc thì chút nó cũng teo lại thôi. Trong thời gian chờ mấy cái kia thì Vy sẽ luộc hạt trân châu với bà để mà uống trà sữa.
Cái này tại vì Bi pha chỉ có một mình Bi uống thôi, nên là Bi làm cách ngắn gọn là Bi chỉ bỏ đường, cát vàng, vô trân châu để cho nó có một vị ngọt thôi. Bây giờ cũng không dùng trà, Bi chỉ dùng sữa tươi. Tại vì buổi tối Bi sợ Bi ngủ không được đó, nên là Bi không có dùng trà. Cái này giống như là bản copy của trà sữa trân châu đường đen. Đi làm thôi, đi làm thôi. Hết hộp. Hello. Hôm nay Bi được về sớm. Một giờ là Bi về rồi. Tại vì Bi sinh về sớm hồi 2 tuần trước. Nên là hôm nay rất là hưng phấn, với lại Bi không có đem lên, không có đem đồ ăn theo. Rồi có một giờ Bi về, rồi về tới nhà cỡ 2:30 thì Bi sẽ đi ăn với anh Khoa, tại vì hôm nay anh Khoa lại nghỉ. Cái này là cua độc đó các bạn, mà nó ướp với lại ớt á, nó giống như người ta hay ướp với lại kim chi á. Spicy. Ok, rất hot luôn, bình thường thôi. Spicy. String cheese.
mọi người. Bây giờ Vy sẽ mở cái hộp này ra. Hồi trước Vy có nhận lâu rồi, nhưng mà hôm nay Vy mới thấy, tại Vy bỏ vào trong gạt tủ ở dưới tủ á. Bây giờ hôm nay Vy clean up xong rồi mới thấy. Lâu rồi Vy nói ủa cái hộp này là hộp gì. Hầu đậu. Hôm nay về sớm có thời gian làm rất là nhiều chuyện, đi chợ này, lên đắp, giặt đồ. Nó có những cái hộp như thế này. Một là các bạn trả cái hộp thường, còn cái này là Glam Bag Plus. Cái này là Dual Action Cleansing Gel. Ta-da! Kế tiếp là một cái lip Sparkle Balm. Wow, balm nhưng mà nó có kim tuyến. Với lại thêm một cây nữa là cũng y chang luôn, nhưng màu khác nhau. Tiếp theo là như này gọi là gì? Bọng mắt hả? Bọng mắt Glow Fading MD. Hôm bữa đang muốn mua kem dưỡng ẩm nhưng mà hôm nay có. Cái này là Deeply for 24 hour mood. Ta-da! Đây là cái gì đó, hai bên. Ta-da! Nó có một cái cọc. Wow, màu sắc sặc sỡ quá. Của Laura Makeup. Và Vy có nhận được một chai dầu thơm của Givenchy màu đỏ. Wow, đẹp quá ha. Wow, cái màu này hơi lớn tuổi, chắc là Vy sẽ cho mẹ Vy xài. Kiểu Vy mua dầu thơm, hay là Vy có dầu thơm nào mà Vy không xài á, là Vy đều đưa cho mẹ Vy xài. Mà mỗi lần mà Vy qua nhà mẹ Vy á, Vy mở cái tủ của mẹ Vy ra, trời ơi quá dầu thơm luôn, không chịu xài cho. Thích dầu thơm nhưng mà sợ hao hay sao không chịu xài. Vy đang clean up coi có cái gì không xài không bao giờ đụng tới là bỏ, chứ không có muốn suy nghĩ. Mỗi lần suy nghĩ là thôi giữ lại. Nhiều chuyện quá ha. Hôm bữa có bạn hỏi Bi là Bi xài cái máy xông hơi mặt á hiệu nào á. Hôm bữa Bi có nói trong video rồi, với là Bi cũng có ghi ở dưới phần description box. Chảy nước. Hôm bữa Bi có giới thiệu với các bạn sản phẩm này rồi, nhưng mà có bạn hỏi nên là Bi chia sẻ với các bạn một lần nữa, đó là cái máy Vanity Planet. Ở trên mạng á thì nó có cái website của cái đó đó. Cái máy này thì nó có một cái thôi, nhưng mà nó có cái rất là nhiều loại để mà mình dùng để dưỡng da mặt á, thì các bạn có thể tham khảo thêm.